Cảnh giới tiết chế cảm xúc của cổ nhân: không hứa khi vui, không nói khi buồn, không tranh khi giận. Thưa quý vị và các bạn, con người chúng ta có 7 cung bậc cảm xúc và 6 ham muốn sở hữu, ta thường gọi là thất tình lục dục: vui mừng, giận dữ, buồn bã, yêu thương, ghét và ham muốn, hay nói cách khác là hỉ nộ ai lạc ái ố dục. 7 trạng thái tâm lý này luôn tiềm ẩn trong tâm thức của chúng ta. Hễ khi nào gặp một cơ hội thuận tiện, tự nhiên cái tình cảm ấy sẽ hiện nguyên ra bên ngoài. Như khi vui, người ta có bộ mặt tươi tắn. Lúc buồn thì mặt ủ rột, lạnh nhạt. Còn giận thì mặt đỏ phừng phừng, mặt xanh tái mét khi sợ sệt, vân vân. Một trong 7 thứ tình cảm trên thái quá cũng khiến cho tâm sinh lý con người xáo trộn, mất bình tĩnh, không kiểm soát được mà có những hành động thiếu ý thức, gây nên hậu quả tai hại. Vì vậy người xưa có câu: hỉ thời bất nặc, ai thời bất ngữ, nộ thời bất tranh. Có ý tứ là không hứa khi vui, không nói khi buồn, không tranh khi giận. Đây thực sự là những kinh nghiệm, là lời khuyên đối nhân xử thế giúp chúng ta cảnh giác để có thể tiết chế tốt cảm xúc của mình, từ đó giúp cho cuộc sống của mình thông thuận hơn. Hỉ thời bất nặc, không hứa khi vui. Cái gọi là không hứa khi vui có nghĩa là khi con người ta đang rất hạnh phúc, vui vẻ, thăng hoa thì tốt nhất đừng nên hứa bất cứ điều gì với người khác. Nhất thời cao hứng mà buông lời hứa này hứa nọ, thản nhiên nhận lời một cách sảng khoái, nhưng chẳng may hứa rồi, sau khi bình tâm lại mà không làm được, sau này sẽ rất khó xử. Điều này cũng trở thành một điều cực kỳ dễ dàng để cho chúng ta đánh mất niềm tin vào người khác. Lễ Ký có viết: ngôn nặc nhi bất dư, kỳ oán đại vu bất hứa. Hứa với người ta điều gì đó nhưng lại không làm được, vậy thì chi bằng đừng hứa ngay từ đầu. Thốt lên lời hứa lúc nào cũng dễ hơn là thực hiện. Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp nó còn là nguồn động viên giúp cho người khác dựa vào lời hứa đó để tin tưởng hành động. Tuy nhiên, các cụ ta có câu: nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Bạn hứa rất nhiều nhưng bạn có thể không thể giữ được nó. Việc bạn thất hứa đối với bạn thì rất bình thường, vì đó chỉ là câu nói thường. Nhưng đối với những người đã đặt lòng tin vào lời hứa của bạn thì đó là điều rất lớn. Người khác nhờ tới bạn, không đồng ý thì chỉ là khiến người ta thất vọng một chốc một lát. Nhưng hứa rồi mà không làm được đồng nghĩa là đang làm tổn hại tới chữ tín của bản thân. Sự tín nhiệm của một người từ trước tới giờ luôn có giới hạn. Lời hứa rất quý giá và quan trọng. Dù lớn hay nhỏ, nếu đã hứa thì phải thực hiện và giữ lấy nó. Hãy trở thành người đáng tin cậy và có trách nhiệm với lời hứa của mình. Lời hứa không phải là lời nói thông thường hay một lời nói suông, mà là một lời nói nghiêm túc, và việc giữ lời hứa cũng là một điều rất đáng quý và đáng trân trọng. Vì vậy, hãy trân trọng lời hứa. Trước khi mạnh dạn vỗ ngực đồng ý, hãy nghĩ cho kỹ xem cái chuyện này rốt cuộc là có làm được hay không, có nên đồng ý hay không. Đừng để quá đà hứa hẹn vu vơ, rồi để mọi người gắn cho cái mác là con nhà họ hứa. Ai thời bất ngữ, không nói khi buồn. Cái gọi là không nói khi buồn có nghĩa là khi một người đang bị nỗi buồn chi phối, tốt nhất là không nên nói. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng buồn chán chiếm hữu trái tim con người thì nỗi buồn ấy không chỉ lan tỏa ra vật xung quanh mà còn thể hiện ngay trên nét mặt ủ ê, nên tâm trí cũng không được tỉnh táo, hiệu suất suy nghĩ sẽ trở nên không bình thường. Những gì được nói ra tại thời điểm này đôi khi rõ ràng là thiếu tính hợp lý mà nó nên có và không thể đong đếm được. Vì vậy, cách giải quyết tốt hơn là bạn nên cố gắng kiềm chế sự đau buồn của mình. Tốt nhất là không nên nói, hoặc trút nỗi buồn trực tiếp bằng cách bạn có thể trốn vào một góc chỉ có riêng mình và khóc một trận cho thỏa nỗi lòng. Nhưng cũng cần nhìn rộng hơn, kịp thời tiết chế nỗi buồn thương, thích nghi với hoàn cảnh mới là luôn hướng về phía trước. Đừng để bản thân mình mãi chìm đắm trong sự sầu muộn. Hãy thử thay đổi góc nhìn mới xem sao. Biết đâu chuyện không vừa ý hôm nay lại là một bước ngoặt, một ngã rẽ, một dấu ấn trong tương lai. Như tuyết lạnh khiến những bông mai xinh đẹp và rạng rỡ hơn.
đêm đen khiến bình minh ấm áp và giàu sức sống hơn. Nộ thời bất tranh, không tranh giành khi giận. Cái gọi là nộ thời bất tranh có nghĩa là khi con người ta đang vô cùng tức giận thì không nên tranh cãi với người khác. Bởi vì khi nóng giận, tâm lý con người thường dễ bị kích động, thậm chí mất hết lý trí. Nên dù cách nói và thái độ như thế nào cũng không hề thích hợp trong hoàn cảnh này. Trong trường hợp này, không những vô cùng dễ làm mất lòng người mà còn gây ra mâu thuẫn, xung đột, rất bất lợi cho cách giải quyết vấn đề. Hơn nữa, vấn đề có thể được phóng đại, phức tạp hóa lên. Triều Tống có một tể tướng tên là Phú Bật. Ông nổi tiếng vì tài biện luận của mình. Một ngày nọ, một tú tài nghèo chặn Phú Bật ở trên phố rồi nói: "Nghe nói ngài rất giỏi biện luận, tôi muốn hỏi ngài một câu hỏi." Phú Bật biết người này cũng không có thiện chí gì, nhưng cũng không thể ngó lơ nên đã để cho anh ta nói. Tú tài hỏi: "Nếu có người mắng ngài, ngài sẽ làm thế nào?" Phú Bật đáp: "Ta sẽ vờ như không nghe thấy." Người tú tài lớn tiếng khinh bỉ nói: "Uổng công ngài đọc tứ thư ngũ kinh, thì ra cũng chỉ là một con rùa rụt cổ." Phú Bật không tức giận, để mặc cho người tú tài ấy mắng mình. Người tú tài cảm thấy vô vị nên một lúc sau đã bỏ đi. Nô bộc của Phú Bật rất tức giận nói: "Cái người đó vô lễ như vậy, vì sao ngài không phản kích lại hắn ta?" Phú Bật đáp: "Người này rõ ràng là tìm tới ta với sự tức giận. Nếu ta cứ tranh cãi với hắn ta, nhất định sẽ chẳng đi đến đâu. Mà cho dù ta có cãi thắng thì hắn cũng nhất định không phục. Đằng nào cũng phí công vô ích như vậy, hà cớ gì ta phải tranh cãi với hắn." Người nên được nghiệp lớn không bao giờ là người mù quáng tranh cãi tới cùng, mà ngược lại luôn biết cân nhắc nặng nhẹ. Gặp chuyện bất bình, không vì bực tức nhất thời mà đánh mất đi lý trí. Nếu có ai đó cố tình tới để chọc tức, khiến bạn tức giận, bạn có thể xem họ là không khí, mặc kệ, không cần đoái hoài tới anh ta. Tranh cãi với sự tức giận không những không thể cải thiện được tâm trạng, mà ngay cả vấn đề cũng chẳng thể giải quyết được. Không tranh, không cãi, không tính toán, bạn sẽ không bao giờ là người thua. Tức giận không chỉ làm tổn thương người khác, mà hơn nữa, về mặt y học cổ truyền Á Đông đã đúc kết ngàn đời nay cho rằng mọi bệnh tật đều xuất phát từ tâm mà ra. Sự giận dữ trên thực tế có tác động lớn, gây hại đến các cơ quan nội tạng của một người. Thế nên người ta so sánh việc tức giận tương đương với việc tự tổn thương bản thân. Không thể nào hoàn toàn tiêu trừ được sự tức giận trong đời sống, vì đó cũng là một trong những cảm xúc phổ biến của con người. Tuy nhiên, tức giận thế nào là đủ? Đại sư Nam Hoài Cẩn, một người nổi tiếng của Trung Quốc, đã chia sẻ bí quyết của mình để giảm thiểu sự tức giận như sau. Ông cho biết, mỗi khi bắt đầu tức giận, ông tập khí công ngay lập tức. Các động tác bao gồm há miệng rồi thở ra trước, rồi hít vào bằng mũi. Sau khi nuốt vào, ông sẽ ngẫm nghĩ xem tức giận của mình như thế có đáng không. Theo đại sư, khi một người tức giận, trong lòng người đó sẽ có hơi thở ngùn ngụt. Vì thế việc thở ra hít vào sẽ giúp cho họ điều hòa hơi thở, từ đó suy nghĩ tích cực hơn. Cũng theo vị đại sư này, những người có lòng dạ hẹp hòi hay quan tâm đến việc người khác thì sẽ dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Vì thế, họ dễ làm tổn thương không chỉ bản thân mà cả những người xung quanh. Thế nên, khi học cách sống cởi mở lòng mình, nhìn nhận mọi việc với tâm thế rộng mở, mỗi người cũng sẽ không dễ nổi nóng nữa. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của con người vốn rất khó khăn và chúng ta thường gặp phải nhiều điều không mong muốn. Những điều này đương nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của chúng ta. Vì vậy, khi gặp phải những cảm xúc như đại hỷ, đại bi và sân hận, chúng ta phải học cách kiềm chế, không nói những điều không nên nói, không làm những điều không nên làm. Mỗi người cần phải tự mình điều chỉnh tiết chế cảm xúc, bởi làm chủ được cảm xúc của mình thì mới thực sự là người trưởng thành trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Cảnh giới tiết chế cảm xúc của cổ nhân: không hứa khi vui, không nói khi buồn, không tranh khi giận.